Với những người mới mong muốn được tham gia vào ngành 3D thì sẽ có rất là nhiều những câu hỏi và thắc mắc mong muốn được giải đáp. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn mới yêu thích ngành đồ họa 3D thì mình cần phải theo những trình tự nào nhé. Đầu tiên là bạn cần phải tìm hiểu định hướng công việc mơ ước của mình là gì. Bạn mong muốn là trong tương lai mình sẽ là một nhà thiết kế phim hoạt hình 3D hay là một nhà thiết kế kiến trúc nội thất 3D hoặc là làm về thiết kế đồ họa game 3D. Thì nếu mà bạn mong muốn trở thành một nhà thiết kế phim hoạt hình và đồ họa game 3D thì bạn có thể tìm hiểu một số phần mềm như Autodesk Maya, Blender, hiện tại là hai phần mềm khá là phổ biến trên thị trường. Còn nếu mà bạn mong muốn trở thành một nhà thiết kế kiến trúc nội thất thì bạn có thể tìm hiểu phần mềm 3DS Max. Thứ hai là tìm hiểu những khóa học phù hợp với định hướng nghề. Khi mà bạn đã định hướng và đã chọn được nghề mong muốn mình sẽ làm cho tương lai thì lúc này bạn sẽ cần tìm hiểu những khóa học chuyên sâu liên quan đến định hướng nghề nghiệp mà bạn đã đặt ra từ ban đầu. Thứ ba là những lưu ý khi mà tìm hiểu về một khóa học đồ họa 3D. Thì để tìm được những khóa học đồ họa 3D chất lượng và đảm bảo tính thực chiến cao thì mình sẽ cần phải có một số những lưu ý sau. Đầu tiên là mình sẽ tìm hiểu về trung tâm hoặc là trường có đảm bảo về thương hiệu hay không. Thứ hai là mình sẽ tìm hiểu về lộ trình và giáo trình được xây dựng như thế nào, có xây dựng từ cơ bản đến nâng cao hay không và có mang tính chất thực chiến cao hay không, mình sẽ học được những cái gì ở đấy. Thứ ba nữa là về giảng viên, thì vấn đề này rất là quan trọng, thì bạn sẽ phải tìm hiểu rất là kỹ là giảng viên là ai và profile của họ như thế nào, những sản phẩm họ đã làm như thế nào. Thứ tư nữa là học phí và so sánh học phí. Thì cái vấn đề này thì hiện tại trên thị trường nó khá là nhiều trung tâm và rất là nhiều mức học phí khác nhau, thì bạn sẽ phải tìm hiểu và chọn lựa cho mình một mức học phí hoặc là một trung tâm phù hợp nhất với bản thân mình. Thứ năm là hướng nghiệp sau khóa học. Thì sau khóa học thì bạn có được giới thiệu việc làm hay không, hay là bạn sẽ phải tự đi xin việc mà mình yêu thích. Ok, hãy theo đuổi lĩnh vực của mình yêu thích và nghiêm túc với lựa chọn của mình bạn nhé.